tay phải vác chì, tay trái không biết làm gì, nhưng mà bón hành cho gấu béo bự bự thì lại vô cùng dễ dàng. Lát thì có lính hay sao này, lướt chương 2 lại đánh thường bật, chương 1 lại đánh thường bộc phá. Lesser quá đơn giản nhà ơi, vừa khỏe vừa trâu, có giáp bảo, có chiêu lướt cơ động, có hồi máu và có sự khống chế cứng sau khi lướt chương 2 đánh thường. Đó là miêu tả đơn giản về sức mạnh của Midon, của vị tướng mới ra mắt, vừa dễ chơi vừa khỏe. Nhưng mà anh em chưa biết chơi thì cũng chưa phát huy hết được sức mạnh của Bidon đâu. Thế ra các bạn hãy cùng xem mua Việt chơi Bidon mà mình hướng dẫn anh em chơi. Các bạn sẽ chơi vị tướng này làm chủ sức mạnh để trở thành một vị tướng đi top cực kỳ ok nha. Tất nhiên nếu bị đồng đội bắt đi SP thì mình cũng có thể đi ok thôi, bởi vì chất tướng đấu sĩ tanker mà, đi được anh em ơi. Nhưng mà đi SP và đi top là hoàn toàn khác nhau. Đi top chúng ta có thể chơi Ngọc Đam được, đi SP thì các bạn nhớ sử dụng Ngọc tanker nha. Ngọc tanker thì chúng ta sẽ sử dụng Ngọc nhiều tốc đánh chút xíu. Ngọc con tướng này thì nghĩ là anh em cố gắng là sử dụng Ngọc tím tốc đánh tốc chạy 100% đấy. Còn Ngọc đỏ SP thì dọc Ngọc 3 dòng, còn Ngọc đi top đó là Ngọc công Ngọc tím và sinh giáp nhá. Đấy có mạng quá đơn giản. Gấu trận đấu này rất là khó đối đầu với Bidon, bởi xa Bidon anh em cần cái dây hộ vệ thôi. Sau đó cái combo ba đồ cho đấu sĩ cực kỳ mạnh, đó là cái thương long kiếm và thương long ký ức, rồi cái phước kiếm và cái thương cung kiếm anh em nhé. Ba đồ này là đồ không thể thiếu. Đồ tiếp theo các bạn sẽ lên theo trận đấu thôi. Phép nhiều thì huấn chương choi, và lính nhiều thì có thể kế thức truyền hoặc là phát kiếm khổ anh em ơi. Đấy, hình nãy có mạng kìa anh em ơi. Cái này rất là mạnh đầu game nha, anh em cố gắng đi ganh hỗ trợ team. Nhưng mà những pha lướt châu 2 thì các bạn phải dùng nhẹ một xíu. Thì mình lướt châu 2 ở cái trạng thái mà cái độ tại nó màu vàng ấy, lướt châu 2 nó không có tác dụng gì mấy đâu, nó chỉ có cái sự cơ động thôi. Các bạn muốn khống chế cứng ấy thì các bạn phải lướt châu 2 khi mà các bạn có độ tại màu đỏ anh em nhé. Mà để màu đỏ thì cái độ tại của chúng ta lớn hơn 30 điểm, tức là hơn một cái đoạn ấy, thì chúng ta sẽ lướt cho hai đánh thường một cái. Rồi các bạn sẽ dùng chiêu 1 trong đánh thường, ở cái nội tại chuyển sang màu đỏ chúng ta bật trực thủ tiếp, thì chúng ta sẽ tối ưu được cái cường hóa chiêu 2 và cả chiêu cuối. Chiêu 1 cường hóa không quá quan trọng, nhưng mà chiêu 2 chiêu cuối cường hóa rất là mạnh nha. Thì yếu ơi, anh hay lắm anh em ơi. Trận đấu này đi chất tướng của mình rất là trâu, Arwin với Bidon kết với nhau. Đấy, chiều tại này, lướt cho lại đánh thường cái này, chiều 1 bật chiều cuối này. Tại sao cường hóa chiêu cuối lại ngon, bởi cường hóa chiêu cuối nó sẽ giúp anh em giảm tốc chạy của địch và tăng cho mình, khiến mình chạy nhanh như một con thỏ, còn đối thủ thì hơn một con đua. Kiểu gì thì cũng dễ dàng chạy và dí theo. Cộng với là nếu mà tướng địch đông đông quá thì mình cũng chạy đơn giản anh em ơi. Đây là cái chiêu mà cho lên tổng thức tin rất là tốt và búp ra rất là nhiều luôn. Trời ghi luôn, châu bò mà bạn bay mỏi cánh thì cũng không mất máu đâu kia. Ayate chưa có chiêu cuối của đấy anh em ơi, với cả đội tại cũng chưa kích hoạt được sang cái trạng thái màu đỏ. Thế là nếu mà chúng ta muốn tối ưu thì các bạn nhớ là tích đội tại bằng cách đánh quái ở bên đường đấy, hoặc là đánh vô mấy con tướng tanker á. Chúng ta sẽ tích đội tại bằng cách đánh thường vào chiêu 1 nha anh em nhé, rồi lên chiêu 2 đánh thường vào chiêu cuối anh em ơi. Ấy hết pin, trời ơi xong rồi. Lại gặp ngay lao điều, máu còn xíu xiu. Chẳng lẽ là bật cầu băng, bật cầu băng xong là chắc cũng không chạy được về, bởi Lily đã cũng chạy trước rồi. Đen thế nhở, lúc thông báo hết pin chứ chạy xuống là sống rồi anh em ơi, tự nhiên lại chạy lên trên. Đấy, trong một trận đấu, một cái tốc độ trận đấu nhanh mà chúng ta chỉ cực một chút xíu thôi là phải trả giá bằng cái sự việc lên màn hình số anh em ơi. Ok, cái này thì mình nghĩ là khá là dễ chơi, các bạn chỉ cần luyện tập đầu đây 1-2 trận thôi là anh em có thể làm chủ chất tướng rồi. Còn cái phù hiệu thì các bạn cũng cầm theo cái vị trí đi top thì quái sử dụng cái ma chú, còn đi SP thì anh em có thể lựa chọn đó là một giáp nhé. Nhưng mà cái phép bổ trợ cứ bộc phá mà chơi anh em ơi, dù SP hay là đi top nha, cứ bộc phá mà chơi. Ôi kìa, thiếu đen bộc phá hụt tuyệt kê. Nhưng mà cậu bé Zuka về rồi anh em ơi, gấu không có cửa gì để ăn được Bidon từ điểm đầu game, giữ game hết á. Từ khi gọi hội nha, Nagrod cũng thế anh em ơi, chơi luôn, bật chút cuối lên.
có đủ đen, lần này thì bạn ấy không chạy được. Tông hên giống như gấu. Đấy, khắc chế mấy con tướng sát thủ rất là dễ nhá. Zuka là ngũ khỉ. Mà gặp con này là to đầu rồi anh em ơi. Ăn một chùy vào đầu là to cái đầu luôn. Cái này cầm chì kiểu cái bên tay phải cầm cái chùy nó cái kiểu thiết kế về cái cầm vũ khí khá là giống Bizan. Và cái chiêu 1 của Bidon giống chiêu 2 của Bizan. Cái này ấn phát thôi, còn Bizan ấn 3 lần. Kiểu là cũng cái tư thế là tung vũ khí nó kiểu giống nhau. Không biết có liên hệ gì với nhau hay không. Bizan với Bidon. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ sử dụng phức hợp kiếm nhé. Còn anh em có thể đóng luôn thương khung. Phức hợp thì chúng ta sẽ có đam tốt hơn, tốc chạy ổn hơn. Thương khung thì chúng ta sẽ khống chế và cái độ cho bò. Ở trên từ này thì cũng không có gì để nói về cái độ bộ combo đâu. Nhưng mà quan trọng là chúng ta sẽ phải tối ưu cái hiệu ứng của cái chiêu thức cường hóa trong giao tranh, đặc biệt khi mà chúng ta đi SP nhé. SP thì chiêu 2 phải hất tung, cường hóa phải hất tung, đánh thường hất tung. Còn cái chiêu cuối phải giảm tốc chạy xuống định. Đó, thì nó mới mắc ping được anh em ơi. Thế ra mới nói là tích độ tại chuyển sang màu đỏ, lớp chiêu 2 đánh thường. Đúng chiêu 1 đánh thường, bật chiêu cuối chúng ta sẽ có cường hóa chiêu 1, cường hóa chiêu 2 và cường hóa chiêu cuối anh em ơi. Không ai thủ được à? Game dễ vậy. Dễ vậy, cái trưởng luôn anh em ơi. Đó, anh em cứ tích độ tại cái lớp chiêu 2 đánh thường, choáng 1 giây nha, hấp tung 1 giây là rất là lâu luôn. Ấy, lại có mạng kìa. Quá bá anh em, tiếp tục chip bokeh. Không để ai ngăn cản được sức mạnh của Bidon. Xin mặt không ngăn cản được. Và bật chiêu cuối lên cân luôn. Ây à, là có chạy nhanh nhưng mà làm mùa thì không chạy nhanh vậy đâu. 9 mạng ngày phút thứ 7 anh em ơi. Ăn mạng hơn sát thủ luôn. Chính vì vậy thì phải ép đi mạng. Nhưng mà ép hơi sâu rồi. Ép hơi sâu. Thôi về bạn ơi. Ơi, ây à. Thôi xong rồi anh em ơi, còn này thì cũng khô à. Nhưng mà khô trong tuyệt vọng thôi. Này. Nhưng mà các bạn thấy là gấu đập mình mãi mới lên bản thể số. Trong khi mình có xíu máu bởi nó đang hồi phục máu của cái chiêu 1. Thế ra vị tướng này mà các bạn sau khi dùng kỹ năng xong các bạn phải đánh thường một cái nhá. Để chúng ta khi mà hết cái nội năng màu đỏ đã chuyển sang màu vàng thì chúng ta đánh thường để cường hóa nội năng chuyển sang màu đỏ anh em ơi. Để chúng ta cường hóa chiêu 1 hồi máu nhiều hơn. Tất nhiên là hết chiêu thì chúng ta phải đánh thường nha. Đánh thường cũng cộng thêm đam ý. Ok, ở trước này trận đấu mà chất tướng mạnh như Bidon thì chúng ta cố gắng mà ưu tiên trận đấu sớm nhé. Chứ cuối game là mình yếu đấy anh em ơi. Cuối game yếu là sẽ không có tỏa sáng, không có cân kim càn quét team dễ như vậy đâu. Hay là chất tướng mạnh đầu game, giữa game thì chúng ta cố gắng đánh Slowbone. Nhớ kết hợp với những con tướng mạnh đầu game nữa để có thể Slowbone băng càn team bạn tốt. Trận đấu này thì có trợ vân Algo, có Halloween Navo cùng với Bidon. Bộ 3 là Navo là càn quét team bạn. Mà team bạn chỉ có 5 vua và Tanger thôi. Thành là không đỡ được. Đặc biệt Bidon trong tay MOBA khác gì con sát thủ đâu. Vậy thì có cả đấu sĩ, Tanger và sát thủ. Anh em là không đỡ được. Đàm rất là to anh em nha. Đấy, cái mẹo để tăng sức mạnh đó là chúng ta cứ đánh thường để tích nội tại. Chương 1 tích nội tại nội năng hai đoạn tức là tầm 60 điểm đấy, là hơn 30 điểm cũng được. Chúng ta ra chúng ta combo sẽ khỏe hơn anh em nhé. Full cây này thì chúng ta combo lúc chưa ai đánh tuần số cuối cho mùa luôn. Như này sốc đam rồi anh em ơi. Ok, và các bạn đang theo dõi clip trên kênh chính của MOBA, tức là kênh MOBA Việt anh em nhé. Mobile MOBA Việt. Và các bạn có nhu cầu thì sử dụng dịch vụ thì nhớ là lên dịch vụ của MOBA để comment game nhé. Chạy đi đâu ấy ấy 11 mạng rồi. Nói chung là cứ tầm gần 1 phút thì mình sẽ có 1 mạng. Gấu thì chắc chắn là không solo được rồi, gọi hội á. Ở đây mình cân đôi luôn. Vào đây mình cân đôi luôn. Trời ơi, anh em thấy gì chưa? Thấy cái gì chưa? Bỏ game đi, bỏ cuộc đi bạn ơi.
chứ còn xíu máu mà cân đôi thì kia thì sao mà đỡ được, quá hủy diệt được không mọi người ơi. Đấy, cái này mà anh em đánh thành phế thì chắc các bạn chưa biết tích tụ cải và chưa biết sử dụng chiêu thức sao cho đúng thứ tự được hợp lý anh em nhé, thì yếu thôi. Còn khi mà chúng ta đánh chuẩn chất tướng thì với một chất tướng mạnh như này không tỏa sáng là hơi phí nhá, nhất là thời điểm đầu game. Ok, video của mình đến đây là hết rồi, xin chào mọi người và hẹn các bạn trong video tiếp theo. Bye bye anh em.